Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật nhanh về tình hình tiến độ của các dự án trong ngày 23 tháng 12 năm 2021 đến với quý vị và các bạn. Dự án đầu tiên đó chính là dự án The Metropole Thủ Thiêm. Trên màn hình của quý vị và các bạn là toàn cảnh của dự án The Metropole Thủ Thiêm gồm có 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu thì đã thi công xong và đã bàn giao cho khách hàng. Giai đoạn 2 thì cũng đang được thi công tầng hầm và thi công phần thân. Hiện tại thì phần thân của giai đoạn 2 đã thi công lên đến sàn tầng 2 và thi công thép cột tầng 3. Giai đoạn 3 và giai đoạn 4 thì cũng đang được triển khai thi công, trong đó thì giai đoạn 3 đang thi công tầng hầm và giai đoạn 4 thì đang thi công phần móng. Nội dung tiếp theo mình sẽ cập nhật về tình hình của dự án cầu Thủ Thiêm 2. Trên màn hình của quý vị và các bạn là toàn cảnh của dự án cầu Thủ Thiêm 2 đang được xây dựng. Tiến độ của cầu Thủ Thiêm 2 ngày hôm nay thì như quý vị và các bạn có thể thấy, hiện tại thì cầu Thủ Thiêm 2 đang được tháo thang tải. Phần trụ chính của cầu Thủ Thiêm 2 cơ bản đã hoàn thành và các sợi dây văng cũng đã được kéo lên. Để mình zoom lại gần hơn cho quý vị và các bạn cùng xem, các công nhân đang tháo thang tải cho cầu Thủ Thiêm 2. Những gì dính dáng tới trụ chính cầu Thủ Thiêm 2 thì sẽ được tháo ra. Về các dầm biên, đỡ dầm chính của cầu Thủ Thiêm 2 bên phía Thủ Thiêm thì cũng đang được tháo dỡ. Các công tác ốp thành cầu của cầu Thủ Thiêm 2 cũng cơ bản đã hoàn thành trên 80% khối lượng. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp cho nên là cảnh quay cầu Thủ Thiêm 2 dọc bờ sông thì khá là đẹp. Vào tối ngày hôm qua thì nhịp cuối cùng của cầu Thủ Thiêm 2 cũng đã được đổ bê tông, giúp kết nối phần cầu chính này. Sau khi phần cầu chính hoàn thành thì sẽ được trải thảm nhựa như phía bên Tôn Đức Thắng, quận 1. Ở nội dung tiếp theo thì mình sẽ cập nhật về tình hình tiến độ của dự án Grand Marina Sài Gòn, nhất là dự án tòa tháp The Sun Tower. Trên màn hình của quý vị và các bạn đó chính là tòa tháp The Sun Tower đang được triển khai thi công và xây dựng tầng hầm. Tòa tháp The Sun Tower thì gồm có 5 tầng hầm và 55 tầng nổi. Trong đó thì tầng hầm sẽ là trung tâm thương mại, có lối đi kết hợp với ga metro. Hiện tại thì công nhân đang thi công sàn cuối cùng của tầng hầm. Có thể nói thì đây là hạng mục quan trọng nhất cho tòa tháp The Sun Tower. Những cây thép thì cũng đang được công nhân di chuyển và đan sắt để chuẩn bị đổ bê tông cho sàn tầng hầm. Những phần sắt nhô lên đó là thép chờ cho phần trụ của tòa tháp này. Có thể thấy thì trụ của tòa tháp The Sun Tower khá là to và bố trí rất là dày đặc. Sau khi phần sàn cuối cùng của tầng hầm tòa tháp The Sun Tower hoàn thiện thì trụ của tầng hầm sẽ được đổ, sau đó thì mới được thi công phần tháp. Các phân khu tiếp theo của dự án Grand Marina Sài Gòn cũng đang được khẩn trương triển khai thi công, vừa thi công tầng hầm và kết hợp thi công với phần thân. Trên màn hình quý vị và các bạn có thể thấy thì phần thân thép trụ cũng đang được lắp dựng tại phân khu này. Các tòa tháp của hai phân khu này thì gồm có 3 tầng hầm. Có thể thấy thì tiến độ của dự án Grand Marina Sài Gòn khá là nhanh. Công trường luôn tấp nập và thi công 24/24. Trước màn hình của quý vị và các bạn đó chính là tòa tháp LED. Tòa tháp này thì trước kia do chủ đầu tư Vinhome thi công nhưng mới thi công được tới tầng 20 thì đã bị bỏ hoang. Sau đó thì chủ đầu tư Masterite Home đã tiếp quản và tiếp tục thi công tòa tháp này. Tòa tháp này thì gồm có 47 tầng. Hiện tại thì đã thi công được tới tầng số 40 trên tổng số 47 tầng. Và trước màn hình quý vị và các bạn có thể thấy thì kính của tòa tháp này cũng đang được lắp đặt. Có thể thấy thì kính của tòa tháp này giống với 5 tòa tháp trong khu Vinhome Ba Son, giúp kết hợp thành 5 tòa tháp có kính giống nhau. Nếu như dự án Grand Marina này hoàn thiện thì khu Ba Son này sẽ trở nên đắt giá, gồm rất nhiều cao ốc mọc lên tại đây, khiến cho trung tâm của quận 1 càng trở nên đắt giá và thu hút nhà đầu tư. Trên màn hình quý vị và các bạn đó chính là góc nhìn từ dự án Grand Marina Sài Gòn hướng về trung tâm của quận 1, nhìn khá là đẹp. Hiện tại thì nhánh chính của cầu Thủ Thiêm 2 phía bên quận 1 hướng từ giao lộ Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn về khu đô thị mới Thủ Thiêm thì đoạn đầu đã được trải thảm nhựa. Nhánh N2 thì cũng đang được khẩn trương triển khai thi công đoạn cuối cùng, đoạn tiếp đất.
Nhãn N2 thì cặp bên hông của nhãn chính hướng về giao lộ Tôn Đức Thắng và Nguyễn Hữu Cảnh. Còn nhãn N1 thì hướng về công trường Mê Linh cũng đang được khẩn trương triển khai thi công. Vừa rồi thì cũng đã được đổ bê tông đoạn 3 và đoạn 4. Hiện tại thì đang thi công đoạn 5, đoạn 6 và đoạn tiếp đất. Tiến độ của nhánh này thì cũng khá là nhanh. Có thể thấy thì tiến độ của cầu Thủ Thiêm 2 theo như mình dự đoán thì sẽ vượt tiến độ và hoàn thành vào khoảng tháng 3. Sau đó thì các công tác chuẩn bị để thông xe vào 30 tháng 4 năm 2022. Trên màn hình của quý vị và các bạn là dự án The Nest quận 1. Tiến độ của dự án này thì đang được thi công phần hầm. Hiện tại thì phần hầm của dự án này đã được thi công tới tầng B2. Dọc theo đường Tôn Đức Thắng, quý vị đang nhìn thấy đó chính là nhánh N1 của cầu Thủ Thiêm 2 đang được thi công và đã được san lấp mặt bằng, chuẩn bị kết hợp với đường Tôn Đức Thắng. Trên màn hình quý vị và các bạn đang nhìn thấy đây, đó chính là dự án Bảo tàng Tôn Đức Thắng đang được triển khai thi công. Dự án Bảo tàng Tôn Đức Thắng thì mình thấy tiến độ khá là nhanh. Hiện tại tầng hầm của dự án này đã hoàn thiện xong và hiện tại vừa mới đổ bê tông sàn tầng 3 xong, chuẩn bị thi công tầng 4. Dọc theo đường Tôn Đức Thắng, quận 1 thì đang được thi công công viên Bến Bạch Đằng và sắp tới sẽ được triển khai thi công và cải tạo vòng xoay Mê Linh. Trên màn hình của quý vị và các bạn đó chính là dự án cải tạo công viên Bến Bạch Đằng đang được thi công. Trước màn hình quý vị và các bạn có thể thấy thì cỏ cũng đã được trồng lên, trụ điện cũng đã được lắp đặt, lối đi thì cũng đã được lát gạch. Dự án cải tạo công viên Bến Bạch Đằng thì được chia thành 3 giai đoạn. Trong đó thì tiến độ của giai đoạn 1 đang được đẩy nhanh. Trước màn hình của quý vị và các bạn đó chính là bãi đậu tàu. Hiện tại thì bãi đậu tàu này cũng đang được tu sửa và đã lót gạch. Các công nhân thì cũng đang tô chát lại và các trụ lan can cũng đang được thi công. Có thể thấy thì công viên Bến Bạch Đằng được thiết kế theo hình bông sen. Từ cột cờ Thủ Ngữ đến chân cầu Thủ Thiêm 2, nếu như được cải tạo và chỉnh trang xong thì sẽ làm thay đổi của bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh, giúp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển du lịch. Trước màn hình của quý vị và các bạn đó chính là dự án Sài Gòn One Tower. Dự án này thì đang được hồi sinh và hiện tại thì đang lắp thang tải cho dự án này. Thang tải của dự án thì cũng đã lắp được một nửa của tòa tháp. Trên màn hình thì quý vị và các bạn có thể thấy thì dự án này sẽ được huy động 2 thang tải. Hiện tại thì bảng hiệu của dự án và hình ảnh về dự án này thì vẫn chưa được lắp đặt. Nếu như tất cả các dự án tại trung tâm quận 1 và khu đô thị mới Thủ Thiêm cùng hoàn thành thì sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt của trung tâm thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như là du lịch cho thành phố, nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với thành phố Hồ Chí Minh. Video cập nhật nhanh về tình hình tiến độ của các dự án ngày hôm nay của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.